các bạn, chúng ta gặp nhau trong một livestream với chủ đề chia sẻ bí mật số 3, bí mật để tạo nên sự thịnh vượng. Đã sinh ra trên đời này và khi bắt đầu nghĩ về chúng ta bắt đầu tự chịu trách nhiệm với cuộc đời này, thì ai trong chúng ta cũng mong muốn rằng mình có một cuộc sống hạnh phúc, một cái tâm trạng luôn luôn được vui vẻ, và chúng ta có một cái sự giàu có để thỏa mãn những mong muốn của chúng ta trong cuộc sống này. Rồi chúng ta muốn mình là người thành công, chúng ta muốn có thật nhiều giá trị để giúp được nhiều người khác cùng thành công. Vậy nhưng tại sao thì có đến 95% mọi người không đạt được cái điều đó? 95% không đạt được điều đó trên toàn thế giới này, trên toàn cầu này. Vì sao vậy? Nó có những bí mật, nó có những chỉ dẫn, có những công thức, nhưng phần lớn của chúng ta thì đã không nhận ra điều này, đã không thực hiện theo điều này. Gần đây thì tôi bắt đầu khởi tạo ra một cộng đồng, một group có tên là Giải Phóng Sức Mạnh, với mong muốn rằng sẽ chia sẻ đến cộng đồng, chia sẻ thật chi tiết, thật sâu sắc những cái điều gì để bắt đầu giúp chúng ta thay đổi bản thân, giúp chúng ta cải thiện, hoàn thiện từng bước một, để chúng ta trở nên giá trị, để chúng ta bắt đầu có những hiểu biết về quy luật, hiểu biết về những nguyên tắc để chúng ta kiến tạo cho mình một cuộc sống, một sự nghiệp, mối quan hệ, rồi đời sống tinh thần như mong muốn. Tại group đó thì đang thu hút được sự ủng hộ của rất nhiều bạn. Và cho đến hôm nay, sau 5 ngày khởi tạo thì đã thu hút được trên 1.000 thành viên. Tôi chào mừng các bạn đã tham gia group Giải Phóng Sức Mạnh, một group kín. Và tất nhiên rồi, khi vào đó thì các bạn có cái điều kiện là gì? Và các bạn sẽ chia sẻ đến 3 người bạn thật nghiêm túc. Thật nghiêm túc, họ muốn thay đổi, thực sự là phải nghiêm túc. Chứ còn thực tế thì chúng ta thấy rằng chúng ta đều biết hết mọi thứ, bởi vì trí tuệ trong vũ trụ này, sự giàu có trong vũ trụ này, tất cả đều công khai hết. Tất cả những bí quyết, tất cả những chỉ dẫn cũng đều công khai hết. Vấn đề là chúng ta có biết được để mà tổng hợp, để mà vận hành, ứng dụng vận hành hay không mà thôi. Chứ còn tất cả đều đã công khai hết rồi. Vậy thì nếu như chúng ta mà chưa biết để ứng dụng và vận hành, thì nghĩa là chúng ta đang còn thiếu những cái kiến thức nào đó. Mà khi thiếu những điều đó thì chúng ta buộc phải gì? Phải học thôi. Bởi vì các bạn, chúng ta còn nhớ rằng trong cái bí mật thịnh vượng số 1 tôi chia sẻ với các bạn, rằng không có bên trong sẽ không có bên ngoài. Đấy là một bí mật. Và nếu chúng ta biết được điều đó, vận hành theo điều đó, thế thì cuộc sống này sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Các bạn nào chưa xem bí mật sự thịnh vượng số 1 thì các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại bí mật sự thịnh vượng số 1. Thứ hai, bí mật sự thịnh vượng số 2 tôi chia sẻ với các bạn rằng, trước khi đầu tư ra kinh doanh, bạn phải nên đầu tư vào phát triển bản thân. Nếu không, bạn sẽ mất sạch tiền, mất rất nhiều tiền, mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều trí lực, sức lực và cảm xúc của bạn. Và cuối cùng là, trong nhiều trường hợp là không đạt được điều gì, thậm chí mang công mắc nợ, mang cái stress, mang cái đau đớn, mang cái tổn thương, mang cái sự bực dọc vào bản thân mình. Các bạn sẽ kiểm nghiệm từ thực tiễn cái kết quả của các bạn hiện nay nó đang như thế nào. Kết quả đang như thế nào thì nó trả lời cho câu hỏi bạn đã suy nghĩ thế nào.
bạn đã hành động như thế nào trong nhiều năm qua để bạn tạo ra kết quả của ngày hôm nay. Và đấy là cái thứ bạn đã tạo ra thì bạn phải hưởng nó, cho dù là kết quả như thế nào trong đường vẫn là chính bạn tạo ra và chính bạn phải thụ hưởng nó, chứ không được đổ cho là tại trời mưa hay tại trời nắng, không được đổ ra là tại mùa đông hay tại mùa hè, không được đổ là gì tại nhân sự tôi yếu, nhân sự tôi không hiểu chuyện. Vậy nên với tư cách là một CEO thì nhân sự đấy ai tuyển vào vậy, ai đồng ý tuyển họ vào doanh nghiệp của bạn vậy, mà bây giờ bạn thì có thể là phàn nàn rằng là nhân sự đấy yếu quá, nhân sự đó không hiểu việc. Ai? Bạn chứ ai? Chính bạn là người đồng ý chứ ai? Hoặc là bạn ở cấp độ cao quá rồi bạn, bạn không phải là tôi không tuyển, thì bạn phải ủy quyền cho ai đó để tuyển chứ. Và bởi vì bạn đã tin cái người tuyển dụng cho bạn rồi, và cho nên mọi chuyện nó sẽ xảy ra với bạn như vậy đó. Cho nên quay trở lại bí mật sự thịnh vượng số 2 là gì? Hãy đầu tư vào phát triển bản thân trước. Nghĩa là đầu tư vào tất cả các tư duy, tri thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm. Thế thì mà khi đầu tư vào như vậy thì bạn mới biết được, bạn mới có những năng lực để điều khiển, điều phối tất cả những gì xung quanh mình. Nhưng mà phần lớn 95-98% con người chúng ta cứ thấy cái điều gì nó xảy ra nó không vừa ý là chúng ta bắt đầu than thở, chúng ta bắt đầu đổ lỗi là tại cái gì đó. Chẳng tại cái gì đó cả. Có ai ép bạn rằng phải ngồi tại nhà nếu như đường truyền mạng của nhà bạn rất là kém, rất là yếu để mà tham gia cái live stream này không? Ai ép bạn như vậy không? Không. Có ai ép bạn rằng thuê cái dung lượng 3G hay 4G hay là 2G nó yếu để bạn lúc này xem bị giật không? Cũng không. Tự bạn quyết định hết đó. Tự bạn quyết định hết, đúng không nào? Và bây giờ khi bạn biết được điều này thì tự bạn cũng có thể giải quyết được nó. Đấy. Nhân tất cả những sự kiện hiện tượng nào thì tôi lấy luôn làm ví dụ để minh chứng cho chúng ta dễ hiểu, để chúng ta đột phá. Được không ạ? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bí mật sự thịnh vượng số 3. Bí mật sự thịnh vượng số 3 là sự cho đi. Cho đi. Tôi nhắc lại, bí mật sự thịnh vượng số 3 là sự cho đi. Là sự cho đi. Cho đi mà không hề cảm thấy bị hối tiếc. Cho đi mà không hề cảm thấy bị băn khoăn. Cho đi mà không cảm thấy bị mệt mỏi. Cho đi mà không hề cảm thấy là bị một cái gì đó nó thiệt thòi. Đấy là sự cho đi. Và chỉ khi nào các bạn cho đi với một tinh thần như vậy, cho đi với một tinh thần sảng khoái, cho đi với một tinh thần hào hứng, cho đi với một cái tinh thần vô điều kiện, thì lúc đó các bạn bắt đầu chạm đến thành công, các bạn bắt đầu chạm đến hạnh phúc. Chỉ có cho đi. Và cái điều này nó phù hợp với những nguyên lý, những nguyên lý, những quy luật lớn mà trong các cái trường phái về tâm linh, ví dụ như là đạo Phật, đạo Thiên Chúa đã bật mí cho chúng ta biết rồi. Ví dụ như đạo Phật cho chúng ta biết rằng bạn muốn gì thì bạn hãy cho đi thật nhiều cái đó. Nào, bạn muốn gì thì bạn hãy cho đi thật nhiều cái đó. Bởi vì cho đi chính là nhận lại. Cho đi chính là nhận lại. Đơn giản là vậy thôi. Vậy bây giờ thì các bạn sẽ nghĩ về chính mình. Vậy thì mình đang cho đi chưa? Đang cho đi chưa? Nếu mà mình chưa cho đi thì làm sao mình có thể nhận lại? Vậy thì nếu bạn đã cho đi rồi mà bạn chưa thấy hạnh phúc, bạn chưa thấy mình giàu có, bạn chưa thấy mình thành công, thì nghĩa rằng cái cho đi của bạn nó chưa đủ. Đơn giản là vậy thôi. Bởi Zig Ziglar hay là Jim Rohn
những bậc thầy trong việc tâm lý học, hành vi học hay triết học cũng đã bật mí điều này với chúng ta rồi. Bạn càng có năng lực giải quyết vấn đề cho nhiều người, dù cái năng lực giải quyết đó là bạn có thể cho đi miễn phí, hay là cái năng lực đó bạn có thể lấy phí, thì cũng đều là bạn cho đi. Bởi vì miễn phí hay là bạn lấy cái phí thì bạn cũng chỉ lấy một phần rất nhỏ để kiến tạo nên một cái sự thịnh vượng thành công lớn cho họ, thì đấy vẫn là cho đi. Bởi như phần trên tôi nói, nếu thực sự cái kiến thức của bạn là giá trị thì bạn cho người khác và người khác giải quyết được vấn đề của họ. Như vấn đề về mâu thuẫn trong gia đình, vấn đề về suy sụp trong thể trạng con người, hay vấn đề về loay hoay bế tắc trong phát triển doanh nghiệp, mà bạn có năng lực để bạn cho đi giúp họ giải phóng được vấn đề đó, thì đấy là sự cho đi. Ví dụ bạn giúp một chủ doanh nghiệp có thể giúp họ thiết kế được cái kế hoạch mục tiêu trong trung hạn, rồi giúp họ một cái phương pháp, một cái lộ trình hoàn thành 100% việc đó trong ngắn hạn, và bạn lấy một cái khoản phí nó rất nhỏ thôi, nhưng bù lại thì chủ doanh nghiệp đó tạo ra cái doanh thu hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hay là giải quyết được vấn đề gì đó thuộc về chiến lược của cả doanh nghiệp, của cả tập đoàn đi đến 10 năm, 20 năm nữa. Thì cho dù cái sự cho đi đấy bạn lấy phí đi chăng nữa, thì cái phí đấy rất nhỏ so với cái giải pháp có thể giải phóng được tập đoàn của họ. Nào, thấm đẫm điều này không các bạn? Cho đi là nhận lại, cho đi là nhận lại. Ngay trong cuộc sống gia đình, ngay trong cuộc sống gia đình. Vì sao bạn thấy cuộc sống gia đình nặng nề vậy? Vì sao bạn chấp nhận người chồng, người vợ của bạn không hài lòng với bạn vậy? Vì bạn chưa cho đi tình thương yêu, bạn chưa cho đi. Nói cho một cách cụ thể và chi tiết là bạn còn đang rất ích kỷ. Đang rất ích kỷ. Tại sao lại nói ích kỷ? Bởi vì là bạn khó chịu, bởi vì người chồng, người bạn của bạn chưa làm theo đúng ý của bạn, chưa đáp ứng được cái mong cầu của bạn, và vì thế bạn khó chịu. Nếu bạn yêu thương họ, bạn chấp nhận họ, thì bạn sẽ không thấy khó chịu về điều đó. Trong đây rất nhiều người sẽ học về, đọc về Đạo Phật, Đức Phật rồi. Người nói rất nhiều về cái sự cho đi. Và tại sao chúng ta lại chưa cho đi được? Là bởi vì tình thương của chúng ta, là bởi vì cái sự hiểu biết của chúng ta nó chưa đủ để chúng ta bắt đầu đạt đến cái trạng thái là yêu thương để cho đi. Chưa đủ các bạn ạ. Cho nên tôi chia sẻ với các bạn rằng tất cả mọi thứ trong thế giới này nó đều công khai. Và nếu bạn còn thấy rối rắm, bạn còn thấy một cái điều gì đó mà bạn đã nói rằng là tôi đã cho đi rồi, cho đi rất nhiều rồi, nhưng mà tại vì người đó, tại vì, nghĩa là bạn cho đi chưa đủ, nghĩa là bạn hiểu biết chưa đủ, thì bạn chưa đạt đến cái tầng mà sẵn sàng cho đi. Khi nào bạn đạt đến tầng đó thì bạn mới bắt đầu là gì? Cho đi vô điều kiện. Và lúc đó thành công và hạnh phúc bắt đầu đến với bạn. Bạn thấy này, trong cuộc sống của gia đình bạn, nếu bạn dạy con bằng tình thương yêu, nếu bạn dạy con bằng tình thương yêu, một bên là bạn dạy con bằng tình thương yêu và một bên bạn dạy con bằng roi vọt, bằng đòn roi, thì bạn nghĩ xem bên nào con bạn sẽ tiến bộ hơn, sẽ tiến bộ nhanh hơn, bên nào con bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn, và tính về lâu về dài con bạn sẽ trở thành con người như thế nào, con bạn sẽ trở thành như thế nào trong tương lai, khi một bên bạn dạy nó bằng tình thương yêu, còn bên kia bạn dạy nó bằng đòn roi, bằng sự cáu giận, bằng sự khiên cưỡng. Nào các bạn sẽ nghĩ sao? Thế rồi,
nếu như bạn dạy con bằng tình thương yêu, hay là bạn dạy con bằng bằng đòn roi, bằng cái sự cáu giận khiên cưỡng, thì sau này khi bạn về già, sau này khi bạn về già, bạn hết tuổi lao động rồi, kết quả đó sẽ trở lại bạn. Cái kết quả mà bạn dạy con tuổi ấu thơ đó sẽ trả lại cho bạn. Đó lại là nhân quả. Các bạn có thấy không? Mọi nguyên lý, mọi quy luật vận động trong cuộc sống này, nó giao thoa nhau, nó gắn kết với nhau, và nó là của nhau. Và một lần nữa tôi lại chia sẻ với các bạn rằng mọi thứ đều công khai trong cuộc sống này. Mọi thứ quy luật, mọi thứ yêu cầu, mọi thứ điều kiện, nó đều công khai. Chỉ có là chúng ta có hiểu biết để vận dụng tổng hợp nó lại hay không mà thôi. Có rất nhiều người, có rất nhiều người thì đang bất hòa với cha mẹ. Có rất nhiều người đang bất hòa với cha mẹ. Có rất nhiều người đang bất hòa với vợ chồng. Có nhiều người đang bất hòa với lại anh em. Vì sao vậy? Chỉ đơn giản các bạn sẽ hiểu một điều thế này thôi. Đó là trong bạn tình thương yêu đang chưa có đủ. Tình thương yêu trong bạn chưa có đủ. Mà tình thương yêu là xuất phát từ đâu? Là xuất phát từ sự hiểu biết. Chỉ có hiểu biết thì bạn mới bắt đầu có tình thương yêu. Cho nên nó lại liên quan đến bí mật sự thịnh vượng số 2 là gì? Đầu tư vào phát triển bản thân để bạn hiểu biết. Đó. Các cái bí mật này nó cũng liên thông liên kết với nhau, giao thoa với nhau. Đầu tư vào phát triển bản thân thì bạn sẽ có hiểu biết. Có hiểu biết thì bạn sẽ bắt đầu có tình thương yêu. Bạn bắt đầu cho đi. Đầu tư vào phát triển bản thân thì bạn có nhiều năng lực. Và khi nhiều năng lực thì bạn mới bắt đầu cho đi những năng lực của bạn. Và khi bạn cho đi các năng lực của bạn thì bạn sẽ nhận lại tất cả những gì mà bạn đã từng cho đi. Nguyên lý cuộc sống này nó đơn giản đến như vậy đấy các bạn. Vậy thì bây giờ nói đến các năng lực cho đi, thì các bạn đang có những năng lực gì để cho đi? Cho đi với gần 100 triệu dân Việt Nam ở ngoài kia. Bạn đang có năng lực gì? Và ngoài kia gần 100 triệu dân Việt Nam chúng ta đang cần điều gì? Và bạn có năng lực đấy để cho đi chưa? Bạn thấy rằng trong hàng mấy chục triệu gia đình Việt Nam, trong những gia đình đấy đang xảy ra chuyện gì vậy? Những gia đình đấy đang vui vẻ, hạnh phúc, đang thịnh vượng chưa? Những gia đình đấy có mâu thuẫn không? Những gia đình đấy, người vợ, người chồng, họ đang làm nghề gì vậy? Họ có đang mong cầu một cái giải pháp nào đó để họ có thể cải thiện được tình hình thu nhập của họ, tình hình kinh doanh của họ không? Những gia đình đấy, những bố mẹ, họ có hiểu biết về vấn đề dạy con trẻ như thế nào không? Những gia đình đấy, chính họ có đang mâu thuẫn với bố mẹ hay không? Thì đấy là tất cả những thứ mà họ cần. Mà nếu bạn hiểu được điều này thì bạn đầu tư vào phát triển bản thân của bạn. Tôi gặp rất nhiều người, trong các khóa huấn luyện của tôi thì nhiều học viên cho biết rằng là họ đang mất kết nối với bố mẹ mình. Họ đang mất kết nối với bố mẹ mình. Thậm chí có những người học viên, có những người học viên thì họ không mất kết nối với bố mẹ, tức là không gì, không mâu thuẫn với bố mẹ. Nhưng mà hỏi họ rằng là bạn quê ở đâu, tức là nhiều bạn thì quê ở cách xa thủ đô Hà Nội 60 cây, 70 cây, 100 cây, 200 cây. Và hỏi họ rằng là bao lâu họ về thăm nhà một lần, bao lâu họ gọi điện thoại cho bố mẹ một lần. Thì họ cho biết rằng, có khá nhiều người cho biết là có khi một năm em về nhà được 3-4 lần. Một năm về nhà thăm bố mẹ 3-4 lần. Và chỉ gọi điện cho bố mẹ khi nào có việc. Đấy cũng chính là tình thương yêu. Đấy cũng chính là tình thương yêu mà các bạn đã chưa cho đi. Các bạn có biết là bố mẹ ở nhà đang sống như thế nào không? Họ đã nuôi các bạn. Họ đã nuôi các bạn trở thành những người trưởng thành như hôm nay này. Và các bạn đã tạo lập gia đình của mình rồi này. Vậy thì các bạn có biết được là bố mẹ ở quê nhà đang sống như thế nào không? Sức khỏe của họ đang như thế nào không? Họ đang mong muốn biết bạn như thế nào không?
Vậy mà bạn chỉ có điện về nhà khi nào có việc. Bạn chỉ về nhà khi nào cần, một năm 2-3 lần. Đấy cũng chính là một trong những cái tinh thần cho đi. Đấy là cho đi. Làm ơn các bạn, làm ơn hãy nghĩ sâu sắc về cái điều này, mà nó liên quan trực tiếp đến sự nghiệp các bạn, hạnh phúc của các bạn, chứ không phải chuyện đùa. Không phải là chuyện là chúng ta chỉ nói khơi khơi với nhau như một cái đống sách vở ngoài kia. Rất nhiều người nói là lý thuyết chém gió, lý thuyết chém gió, lý thuyết chém gió, lý thuyết chém gió, lý thuyết chém gió. Thì xin hỏi các bạn rằng, lý thuyết nó được tổng hợp từ đâu vậy? Lý thuyết nó được tổng hợp từ thực tiễn cuộc sống. Và lý thuyết đó chỉ cho chúng ta những cái cách để chúng ta gia tăng hiệu quả trong cuộc sống này. Chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta tránh rủi ro. Chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta vượt lên cuộc sống này, vượt lên những khó khăn, vượt lên những thách thức. Lý thuyết là như vậy đó. Chúng ta vẫn đang nói về bí mật sự thịnh vượng thứ ba là cho đi. Tôi đang nói về nhiều người đang mất kết nối với bố mẹ, thậm chí còn đang bực bội với bố mẹ, đang tức giận bố mẹ, đang cáu giận với bố mẹ. Bởi vì các bạn chưa hiểu được vì sao bố mẹ bạn như vậy, vì sao bố mẹ bạn phải như vậy. Và thực sự các bạn có hiểu thấu được là các bạn, bố mẹ các bạn có muốn như vậy hay không? Thì cũng chỉ có điều đơn giản như này thôi nè các bạn. Các bạn nghĩ xem chân trần thế này, có bố mẹ nào sinh con ra để mà hành hạ không? Có bố mẹ nào sinh ra con ra để ghét bỏ không? Không có bố mẹ nào như vậy cả. Nhưng cái điều gì đã khiến họ hành vi như vậy, hành động như vậy? Đấy chỉ là sự hạn chế, thiếu hiểu biết trong cái bối cảnh môi trường của giai đoạn đó. Một cái giai đoạn mà đầy rẫy những khó khăn, đầy rẫy những kham khổ, nghèo khó và khổ cực ở cái giai đoạn bao cấp. Giai đoạn bao cấp đó là trước năm 1986. Đấy là giai đoạn bao cấp. Vậy thì nếu họ là bố mẹ bạn thì họ đã sống ở cái giai đoạn bao cấp trước đó vào những năm 60, những năm 50, năm 60, năm 70. Họ trải qua một cái tuổi thơ như vậy, đầy khốn khó, đầy kìm kẹp, đầy bạo hành. Bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ của họ, tức là ông bà của các bạn ạ, ông bà của các bạn, thì cái thời điểm mà Việt Nam chúng ta, ông bà của các bạn, cái thời điểm đó thì cái trình độ dân trí, trình độ kinh tế xã hội như thế nào? Có biết được là điều gì sẽ kiến tạo nên một con người? Có được cái môi trường để hiểu biết như hiện nay không? Không. Nếu là không thì họ sẽ mang toàn bộ những cái ứng xử đó để truyền dạy cho bố mẹ các bạn. Rồi bố mẹ các bạn cái thời điểm đó vì cơm áo gạo tiền cũng chịu những trận đòn, cũng chịu những sự hà khắc, và vô tình tất cả những cái điều đó nhiễm vào cái phong cách, tính cách của họ. Và nếu những cái điều kiện kinh tế của họ, cái hiểu biết của họ hạn chế nữa, họ chỉ biết ra ngoài kiếm tiền để nuôi bạn thôi, thì bạn không, thì họ không bao giờ có thời gian để hiểu rằng là nuôi dạy con trẻ là như thế nào, tạo điều kiện tốt nhất phát triển cho đứa trẻ là như thế nào. Cho nên nếu như họ đi làm về mà trong cái khung cảnh rằng thu nhập thấp kém, bực bội, họ nhìn thấy bạn, họ nhìn thấy bạn là nhà chưa quét, chén bát chưa rửa, mọi thứ bài vở chưa học hành mà lại học dốt nữa, thì họ chỉ biết có cáu giận để trút lên bạn mà thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính trong họ cũng đang có một cái sự thiếu hiểu biết. Mà đã thiếu hiểu biết thì không hiểu thế nào là tình thương yêu, là sự cho đi. Cho nên họ sẽ hành xử cái tình thương yêu cho đi của họ bằng đòn roi, bằng những ngôn ngữ miệt thị cay đắng rằng là ngu lắm, dốt lắm, không làm được cái gì cả, chỉ phá hoại mà thôi. Họ sẽ nói với bạn bằng những câu cay nghiệt như vậy đấy, và những trận đòn roi như mưa trút xuống bạn. Nhưng mà bây giờ ở cái xã hội hiện tại này, bạn sẽ hiểu rằng đằng sau, ẩn dưới những ngôn ngữ đó, ẩn dưới những trận đòn roi như mưa đó là cái gì vậy? Là gì vậy? Có phải là sự ghẻ lạnh hay ghét bỏ các bạn không? Không. Đó là cái sự mong muốn của họ rằng bạn đừng như thế nữa, bạn phải chăm lên để sau này bạn thành người. Cái cho đi của họ là như vậy đấy. Nhưng ở mức độ hiểu biết của họ thì họ lại nghĩ đấy là cho đi.
Thế nên ngày xưa các cụ mới nói là gì? Yêu cho roi cho vọt, ghét thì mới cho ngọt cho bùi. Yêu cho roi cho vọt. Hồi đó họ được dạy như vậy, cho nên họ cứ tưởng là mắng mỏ, cay nghiệt, chỉ trích rồi cho roi cho vọt mới là tình thương yêu, mới là cho đi. Và cho nên bây giờ rất nhiều bạn nói rằng là tôi không hợp bố tôi không hợp mẹ tôi, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện được ba câu cái là cãi nhau rồi và tôi phải bỏ đi ngay lập tức. Và các bạn có biết một cái bí mật nào không? Nếu như bạn càng mất kết nối với bố mẹ, nếu như bạn càng bị mâu thuẫn với bố mẹ mà bạn không giải quyết được cái đó ngay lập tức, thì sự nghiệp của bạn, sự nghiệp kinh doanh hiện tại của bạn ấy, cuộc đời của bạn ấy còn loay hoay, còn loay hoay, còn chồng chất khó khăn, còn thất bát. Đây là nguyên lý tâm linh của vũ trụ, nguyên lý gọi là năng lượng của vũ trụ. Chỉ khi nào bạn có thể giải quyết được những cái bất đồng với bố mẹ, những cái mâu thuẫn với bố mẹ, thì lúc đó sự nghiệp của bạn mới hành thông. Tôi có một cái video clip trên YouTube công khai về điều này, giải thích cặn kẽ rõ ràng về điều này. Và minh chứng ngay lập tức trong khóa học của tôi, một chủ doanh nghiệp khách sạn trên Sapa, bạn Lồ Tương Đương, sau khi bạn ấy hóa giải được cái mâu thuẫn với mẹ, thế là mọi thứ hành thông bắt đầu nó chảy ra, mọi thứ hành thông bắt đầu nó ồ ạt và đến ngay lập tức. Đó, các bạn có thể kết nối với bạn, Facebook của bạn có tên là Lồ Tương Đương, lồ gì tương đương gì đó, Facebook cũng vậy. Các bạn có thể kết nối với Facebook như vậy và có thể hỏi chị cái điều đó. Có những cái sự thật nó hiển nhiên nó xảy ra, chúng ta không biết được, nhưng vì nhờ người khác có thể cho chúng ta biết cái bí mật đó. Vậy thì biết rồi thì chúng ta phải thực hành. Thực hành rồi nó mới xảy ra rồi bạn mới có niềm tin, bạn mới thấy rằng ồ đây là một sự thật, đây là nguyên tắc và đây là nguyên lý, bạn không coi thường nó nữa. Bạn biết vì sao cuộc đời bạn loay hoay không? Bởi vì bạn coi thường mọi thứ. Bạn coi thường mọi cái thứ nguyên tắc, nguyên lý và quy luật cuộc sống này. Và bạn vận hành theo cái cách của bạn. Và cách của bạn nó đúng không? Nó thông minh không? Nó hiệu quả không? Thì nó trả lời bằng kết quả của bạn đang hưởng hiện tại. Bạn Vi Liên hay là Liên Vi, bạn hỏi một câu là sao thế ạ? Vậy thì sau cái livestream này tôi mời bạn là tra trên YouTube, kênh YouTube là Nguyễn Xuân Hương, để bạn bắt đầu gõ tiếp kênh YouTube Nguyễn Xuân Hương, để bạn gõ tiếp rằng gì, hóa giải mâu thuẫn với bố mẹ, sự nghiệp của bạn mới hành thông, mới phát triển. Đấy, có một cái YouTube tôi chia sẻ với các bạn như vậy. Vậy cho các bạn, những kiến thức đấy tôi lấy từ đâu vậy? Tôi phải đi học. Bài khóa đấy nó gọi là kết nối siêu trí tuệ, một cái khóa học của viện gì One Lead của Ấn Độ. Với tư cách là một nhà huấn luyện NLP, một nhà huấn luyện những môn khoa học để tạo nên sự xuất sắc xuất chúng của con người, vậy thì tôi có dừng ở đó để tôi cho rằng là tôi biết rồi không? Không, liên tục tôi tiếp tục học tiếp, học tất cả của những nhà huấn luyện xuất sắc nhất trên thế giới này. Bởi vì tất cả những kiến thức, tất cả những trí tuệ đó là những mảnh ghép để giúp chúng ta vận hành cuộc sống này nó dễ dàng hơn, đơn giản hơn, để chúng ta lý giải mọi sự kiện hiện tượng một cách nó dễ hiểu hơn, giống như là tôi đang chia sẻ với các bạn vậy. Nói đến một cái nguyên lý nào, một ví dụ nào, một nguyên lý nào, một lĩnh vực nào, tôi đều nêu ra một cái ví dụ để các bạn có thể cảm nhận được điều đó, có thể nhanh hiểu được điều đó. Chúng ta đang nói về sự cho đi. Vậy các bạn sẽ ngược lại thời gian, ngược lại với bố mẹ mình. Nếu mình đang mất kết nối với bố mẹ, chưa quan tâm với bố mẹ, chưa cho đi cái tình thương yêu ngược lại của người con với bố mẹ, bạn cảm thấy không thể nào gần được, thì bạn hãy nghĩ điều này để thấu cảm này. Nếu như trong bố mẹ của bạn không có tình thương yêu ở bên trong, họ không đủ thời gian, đủ hiểu để thế nào là tình thương yêu, không đủ hiểu thế nào là một cái cách thương yêu hiệu quả, thì làm sao họ có thể cho bạn, làm sao họ có thể cho bạn cái cách yêu thương đúng. Và bây giờ thì cái trí tuệ xã hội nó là một mặt phẳng, và bạn là người đang sống trong thời đại gọi là 4.0 hiện nay. Hơn ai hết, chính bạn là phải người hiểu sâu sắc rằng là hãy thông cảm cho bố mẹ bạn, thấu hiểu bố mẹ bạn cái chuyện đó, tại sao lại trách họ vậy.
bạn không rung động cái trái tim bạn sao thấy rằng về một cái cuộc đời của họ đã lớn lên ở cái thời điểm vô cùng khó khăn, không có điều kiện để hiểu thế nào là con người, thế nào là yêu thương, và bây giờ bạn lại mất kết nối với bố mẹ, trách bố mẹ, và bạn đã chặn lại cái tình thương yêu của mình với bố mẹ. Vậy là bạn đã cắt đi cái nguồn cội gốc rễ sự hạnh phúc, sự thịnh vượng, sự thành công của mình mất rồi. Các bạn, mời các bạn hãy xem lại, hãy xem cái video rất hay, rất giá trị rằng gì, hóa giải mâu thuẫn với bố mẹ, sự nghiệp bạn bắt đầu hanh thông. Đấy, chúng ta đang nói về sự cho đi, cũng là gì, có bên trong rồi mới xảy ra ở bên ngoài. Bố mẹ của chúng ta thời xưa không có những cái kiến thức, tri thức để ai chỉ cho họ rằng là cho đi tình yêu thương với con cái là như thế này, là không được đòn roi, là hướng dẫn, là tình yêu thương vô điều kiện với con cái. Cho nên chúng ta bây giờ trưởng thành, nhiều người trong chúng ta mới cáu giận, mới bất bình, và mang cái cáu giận bất bình đấy để ứng xử với mọi thứ xung quanh, không chỉ là với bố mẹ mình, mà còn với các bạn bè của mình, với đồng nghiệp của mình, thậm chí là mang cái cáu giận đó ứng xử với cả khách hàng của mình, đối tác của mình, chỉ bởi vì vẫn hạn chế trong sự hiểu biết mà không kiểm soát được cảm xúc của mình, nên không đạt đến cái sự cho đi. Đó là khi khách hàng của mình, đối tác của mình không đồng ý với cái thứ mà mình mong cầu thì bắt đầu cảm thấy cáu giận, cảm thấy thất vọng, cảm thấy buồn bã. Thế thôi, cũng lại bắt nguồn từ việc gì? Chưa có sự thấu hiểu thì sẽ chưa cho đi được, chưa đạt đến cái tầng cho đi được, cho đi vô điều kiện. Và tất cả những cái điều này nó mang lại cái sự khó khăn cho bạn. Cho là nhận, cho là nhận. Zwickler hay rất nhiều những nhà huấn luyện khác không nói rằng gì, bạn càng có năng lực giải quyết được vấn đề cho nhiều người, bạn càng giàu. Vậy thì năng lực của bạn đang giải quyết được vấn đề cho ai vậy? Nào bạn, bạn bắt đầu kiểm nghiệm lại năng lực của bạn đang cho đi được với những ai. Năng lực bạn đang cho đi được với những ai vậy? Zwickler chỉ ra rằng là bạn càng có năng lực giúp đỡ được nhiều người, giải quyết được vấn đề của họ, nhiều người. Vậy thì bạn phải hiểu sâu thêm nữa, nhiều người trong đó là ai vậy, nhiều người nào vậy thì bạn mới có thể đạt đến sự giàu có, thịnh vượng được. Nhiều người là ai vậy? Rồi có những nguyên lý nữa, người ta chỉ ra rằng đừng bao giờ cố gắng 100% sức của bạn để tạo ra thành công hay tạo ra thịnh vượng của bạn. Đừng bao giờ cố 100%, mà hãy tìm cách để mượn 1%. Hãy tìm cách để mượn 1% sức của một người. Vậy thì nếu mỗi một người sẵn sàng cho bạn có 1% sức lực của họ thôi, 1% nguồn lực của họ thôi, có đáng gì không? Không đáng gì cả. Nếu như bạn có thể giúp họ để họ có thể gì sẵn sàng cho bạn 1%, bạn hồn nhiên, bạn làm thế nào thì bạn có sẵn sàng muốn giải quyết vấn đề này không? Bạn hãy comment với tôi sẽ giúp bạn cái cách. Và nếu thực sự bạn muốn, bạn thực sự coi trọng cuộc đời bạn, bạn thực sự coi trọng sự nghiệp của bạn, bạn hãy xem video đó trước, xem video mà tôi nói rằng là hóa giải cái mâu thuẫn với bố mẹ đi thì cuộc đời bạn mới hanh thông ấy. Rồi bạn sẽ kết nối với Facebook của bạn Lô Thị Tương Tương để hỏi xem là sau khi bạn ấy hóa giải được mâu thuẫn với mẹ bạn ấy thì mọi chuyện sự nghiệp kinh doanh của bạn ấy như thế nào, trước khi bạn lại kết nối với tôi. Bởi vì cuộc sống này nó có quy luật, nó có nguyên tắc, nó có nguyên lý, nó như là đêm và ngày, nó như là xuân hạ thu đông như vậy. Và khi ta vận hành đúng thì mọi chuyện dễ chịu mới xảy ra, còn nếu ta không vận hành theo đúng nguyên tắc quy luật đó thì sự khó chịu nó sẽ xảy ra. Sự khó chịu nó xảy ra giống như thế này này. Ví dụ như bây giờ đang là mùa hè thì cái sự vận hành hợp lý là gì? Bạn phải mặc cái áo mát, áo cộc tay thôi, áo thun áo phông cộc tay thôi. Thế nhưng mà là bạn lại gì, mặc áo bông, mặc áo phao, mặc vào người mình thì bạn thấy rằng cái khó chịu đối với bạn là chuyện đương nhiên, bởi vì nó làm bạn nóng khủng khiếp, nó bạn chảy mồ hôi rồi, bạn
cái cáu giận trong người mình. Nhưng nếu bạn vận hành đúng thì là gì? Bạn mặc áo phông, áo thun cho mát, áo cộc tay thì nó lại rất mát. Đấy, đấy đơn giản là cái sự vận hành trong nguyên lý nó là như vậy đấy. Cho nên bây giờ nếu bạn đang mất kết nối với bố mẹ thì phải hóa giải, tìm cách hóa giải ngay lập tức. Dù bất thế nào cũng phải hóa giải ngay lập tức thì mọi chuyện dễ dàng nó mới xảy ra. Kể cả trong chuyện vợ chồng, trong chuyện bất hòa với anh em, tất cả những gì gọi là cáu giận như vậy, cáu giận như vậy là bạn đã gì, cắt đứt đi cái tình thương yêu, mà đến gì, đến người thân của bạn mà bạn còn không trao đi được cái tình thương yêu thì làm sao bạn có thể trao đi cái tình thương yêu với người ngoài? Làm sao bạn có thể cho đi được người ngoài được khi bạn không cho đi được với chính người thân yêu trong gia đình mình? Rồi một bí mật nữa các bạn, các bạn đang chăm sóc bản thân mình như thế nào? Các bạn có cho chính bản thân các bạn một sức khỏe không? Các bạn đang cho đi chính bản thân mình một cái sức khỏe không? Bằng cái sự luyện tập thể dục thể thao, bằng cái sự chăm sóc để cho cái cơ thể của bạn nó khỏe mạnh, nó có một cái thân hình cân đối, nó có vẻ một cái hình hài sáng láng, không bị bơ phờ, không bị mệt mỏi. Đấy cũng chính là sự cho đi chính bản thân mình. Bạn có cho đi chính bản thân mình thế đó không? Nếu bạn không cho phép cho đi chính bản thân mình thì làm sao bạn có thể cho được người ngoài? Bạn có cho phép đầu tư chính vào trí não của mình không? Đấy cũng là sự cho chính bản thân mình. Và chúng ta đều hiểu được là chúng ta phải có một bộ não thông minh, trí tuệ thì chúng ta mới kiểm soát được mọi thứ. Vậy thì bạn có cho bộ não mình, cho phép bộ não mình có nhiều cái tri thức đấy không? Cũng chính là cho. Đã bao lâu rồi bạn không cho cái điều đó? Và nếu bạn bảo cho chứ, Tôi chăm chỉ học hành, tôi chăm chỉ trải nghiệm, Bạn có thể biện luận rằng như thế, bạn có thể minh chứng rằng như thế, tôi đồng ý, bạn đã rất chăm. Nhưng có một thực tiễn, cái câu hỏi là kết quả hiện tại của bạn, nó sẽ trả lời cho bạn, bạn chăm chỉ như thế nào, bạn chăm chỉ cho bộ não bạn như thế nào, mà cái kết quả nó lại xảy ra nó lại không như ý vậy. Vậy thì cái chăm chỉ đó, chúng ta đang nói về chuyện cho đi. Chúng ta nói về chuyện cho đi. Cho đi là nhận lại. Bạn cho đi càng nhiều, bạn nhận lại càng nhiều. Cho đi nó cũng nhiều tầng mức, nhiều cấp độ. Ví dụ bây giờ là tôi sẵn sàng trải nghiệm bản thân mình để nói những cái điều này với các bạn. Cho dù là tôi đã phải tốn kém rất nhiều là thời gian, công sức, trí lực, trí tuệ để đưa cái điều này vào trong. Vậy thì hà cớ gì tôi phải chia sẻ với các bạn điều này? Không. Tôi nhận ra rằng cuộc sống này nó là sự tuần hoàn. Nếu tôi muốn có càng nhiều trí tuệ, càng nhiều sự hiểu biết thì tôi phải càng cho đi cái trí tuệ và càng cho đi sự hiểu biết của bản thân mình. Như cái cốc nước ấy, tôi càng phải đổ đi cái cũ bên trong mình thì tôi mới đón nhận được cái thứ mới. Tôi càng đổ đi tôi mới đón nhận được. Và điều này lại liên quan đến một bí mật nữa. Nếu bạn muốn những trí tuệ, nếu bạn muốn những kinh nghiệm là của bạn và trở thành cái hành động vô thức trong bạn thì bạn phải dạy lại người khác, giống như tôi đang chia sẻ với các bạn đây. Đó là nguyên lý của tháp học tập. Các bạn có nhớ được cái nguyên lý của tháp học tập không? Ở cái tầng đầu tiên, nếu bạn chỉ có nghe thôi thì bạn lĩnh hội chỉ đâu đó 10 đến 15%. Nếu bạn nghe cái live stream này và đâu đó bạn chỉ lĩnh hội được 10 đến 15% thôi. Nhưng nếu bạn tương tác, bạn đối thoại và tôi sẽ trả lời với bạn, dù bạn có tin hay không tin, phục hay không phục, thừa nhận hay không thừa nhận, thì đấy chính là bạn cũng đã tương tác. Và tương tác như vậy, dù câu trả lời phục hay không phục thì bạn bắt đầu phải suy nghĩ về điều đó. Và rồi ở đâu đó, xuất hiện tại chỗ nào đó, vào khi nào đó thì sẽ có một câu trả lời xác đáng cho bạn. Và từ đó thì cái kiến thức đó nó bắt đầu của bạn, trong bạn. Thì đấy là cái tầng thứ hai, là cái tầng bạn gì? Vừa học, vừa ghi chép, vừa đối thoại, thì nó giúp bạn tăng lên độ 30-40%. Những cái tầng mà giúp kiến thức của bạn ở lại trong bạn 90-95%,
là đó là bạn phải dạy lại người khác. Giống như tôi đang làm, tức là cho đi. Cho đi những thứ gì mà bên trong tôi có. Mà tôi càng cho đi càng nhiều thì dường như vũ trụ bắt đầu càng gửi cho tôi càng nhiều những vũ trụ, những kiến thức mới, những năng lực mới. Thì từ cái nền tảng tôi có, nó lại kết nối được với nhau. Nó kết nối được với nhau và bắt đầu nó lại bùng nổ. Bùng nổ tư duy, bùng nổ trí tuệ. Và cái điều đó nó lại dẫn cho tôi đến những cái kiến thức mới tiếp. Rồi bạn Bích Thúy, bạn nói rằng là giống luật hấp dẫn vậy thầy. Đúng rồi. Tất cả các luật trong cuộc sống này nó đều liên thông với nhau, đều tương hỗ với nhau. Trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này. Ngay kể cả trong chúng ta đang có nhau, trong tôi có bạn, trong bạn có tôi. Trong tôi có bạn, trong bạn có tôi. Vì thế chúng ta mới phải cho đi. Con người chúng ta đã sinh ra trong cuộc sống này thì chính là chúng ta là môi và răng, chúng ta là chân và tay trên cùng một cơ thể lớn này. Nhưng chúng ta đã không hiểu được điều đó, cho nên chúng ta ra ngoài kia phần lớn là giành giật nhau, phần lớn là cạnh tranh nhau, chứ không phải là cho nhau. Giành giật nhau, cạnh tranh nhau. Và rất nhiều người lại đang hiểu rằng là cái cho đi chính là tôi mang cái này mang này, tức là mượn một cái vỏ khoác là cho đi. Nhưng thực ra bên dưới là gì? Bên dưới là cái sự lấy. Bạn Đặng Khánh Ngọc: thầy ơi, mai mốt thầy live stream buổi tối có được không ạ? Rồi, cảm ơn bạn. Đó là một cái thời điểm mà hoàn hảo. Khi mà các bạn đã đi làm về, rồi các bạn đã nấu cơm, đã ăn rồi cho con ngủ, rồi các bạn sẽ nghe một cách thoải mái. Đúng không ạ? Đấy là một cái thời điểm hoàn hảo cho bạn. Nhưng cuộc sống này thì nó lại không cho phép hoàn hảo, mà nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua mọi sự thách thức của bản thân mình thì nó mới trở nên hoàn hảo. Bởi vì cái video của tôi vẫn ở trên này, thì cho nên buổi tối bạn có thể nghe lại một cách bình thường, bạn có thể nghe đi nghe lại cơ mà, có vấn đề gì đâu. Nhưng vấn đề là bạn có lĩnh hội được không, bạn có ngấm được không, và có quan trọng là bạn có biến trở thành cái hành động của bạn không, thì điều đấy mới quan trọng hơn. Điều đấy mới quan trọng hơn. Chúng ta đang nói tiếp về sự cho đi. Tôi sẽ nói rất kỹ, cho đi là nhận lại, cho đi là nhận lại. Và tôi đang nói đến cái phần là tôi đang cho đi rằng cái gì mà tôi đang có, cái kiến thức mà tôi đang có, cái trí tuệ mà tôi đang có. Bởi vì tôi hiểu được cái nguyên lý là tôi càng cho đi thì vũ trụ càng gửi đến cho tôi. Tôi biến mình trở thành một kênh dẫn truyền. Tôi biến mình trở thành một kênh dẫn truyền trí tuệ của vũ trụ. Tôi biến mình trở thành một kênh dẫn truyền cái năng lượng. Và khi tôi càng làm được điều đó thì tôi thấy rằng mình càng nhẹ nhõm, càng mạnh lên. Nhưng mà nếu tôi càng bo bo cái gì cũng là của mình thì tự chúng ta đang bó hẹp mọi nguồn lực của chúng ta rồi. Bởi vì trong một cái video nữa gọi là đánh thức cái năng lực vô hạn trong bạn, đánh thức sức mạnh vô hạn trong bạn, các bạn sẽ quay trở lại để nghe kỹ cái video đó trên YouTube. Thì tôi giải thích với các bạn rằng con người chúng ta cuối cùng là sóng và năng lượng. Cuối cùng là sóng và năng lượng. Sóng và năng lượng. Các cái kết cấu tế bào của chúng ta đây này đều là một dạng vật chất. Đều là một dạng vật chất. Đều là một dạng vật chất. Mà nếu là một dạng vật chất thì nó hoàn toàn có thể hút năng lượng và hút nhiệt. Hút năng lượng và hút nhiệt. Cho nên nếu bạn đang đóng khung mình lại, đóng khung mình lại, tất cả cái kiến thức của mình chỉ là cái hạt lượng tử, nó có bấy nhiêu cái chất đấy thôi, thì nếu cái hạt lượng tử trong bạn, cái kết cấu trong bạn, kết cấu tế bào trong bạn, kết cấu não bộ, kết cấu mọi thứ trong bạn, nó ở tầm mức đó, thì nó sẽ cho bạn cái khuôn mẫu hành xử, phương pháp hành xử, cái cách ứng xử ở tầm mức đó. Rồi bạn Vi Liên, rồi sẽ có câu trả lời cho bạn. Các bạn của tôi sẽ chăm sóc bạn và trả lời bạn. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ sau cái này thì tôi sẽ kết nối với bạn.
Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái chủ đề chính. Và bạn mong muốn thì bạn cứ kết nối message cho tôi, để chúng ta sẽ cùng có cái giải pháp để cho bạn tiếp cận được. Chúng ta đang nói rằng con người chúng ta cũng chỉ là một dạng vật chất, và vật chất thì được kết cấu bằng nguyên tử, và cấp dưới cả nguyên tử nữa là gì? Electron, proton, rồi dưới nữa là hạt quắc, và dưới hạt quắc nữa là sóng, và cuối cùng chúng ta là sóng. Vậy thì chúng ta là sóng thì có phải là phần đầu tôi chia sẻ với các bạn rằng sóng đây này, công khai trong vũ trụ này, nghĩa là trí tuệ công khai trong vũ trụ này, sự giàu có cũng công khai trong vũ trụ này. Vâng, cảm ơn chị Lê Thanh Bình. Tất cả những gì mà tôi đang chia sẻ đây đều là gốc rễ của hạnh phúc gia đình. Và có thể tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Để giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn. Thế thì chị Lê Thanh Bình có thể vào cái kênh YouTube của tôi là kênh Nguyễn Xuân Hương. Chị sẽ đánh ra là hóa giải mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Thì cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hay không? Hay là hóa giải cái mâu thuẫn với bố mẹ, sự nghiệp của bạn bắt đầu mới đột phá. Thì đấy là những video mà rất là sâu sắc về gia đình. Và tới đây nữa tôi sẽ làm một video nữa về các kịch bản để tạo ra một đứa trẻ như thế nào, tạo ra một cái đứa trẻ thông minh, một đứa trẻ xuất sắc như thế nào. Kịch bản đó là bắt đầu từ khi chúng ta chưa sinh ra nó, thì hai vợ chồng phải chuẩn bị như thế nào đó để cho nó ra đời. Rồi khi nó ra đời, trong cái lúc mang thai thì thế nào, rồi trong lúc bắt đầu sinh nó ra, cái thời điểm quan trọng nhất là cái thời điểm sinh nó ra như thế nào. Rồi khi sinh nó ra thì cái giai đoạn bắt đầu là từ bé ra sao, bắt đầu tiền trưởng thành thì thế nào. Thì đấy là toàn bộ quá trình cực kỳ quan trọng để bắt đầu tạo ra một đứa trẻ trưởng thành. Nếu chúng ta không biết điều đấy, mà thực tế cho thấy rằng bố mẹ của chúng ta, các thế hệ bố mẹ ông bà chúng ta không biết được cái điều này, cho nên mới tạo ra chúng ta loay hoay bế tắc như hiện nay, cáu giận như hiện nay, bất bình như hiện nay. Thì có thể tôi sẽ nghĩ sâu hơn về vấn đề này và sẽ ra những chương trình như vậy. Rồi chúng ta nói tiếp về sự cho đi các bạn. Hãy cho đi các bạn. Thế thì ở đây có thể có nhiều người trẻ trong video này sẽ nói rằng là: nhưng mà em bây giờ em chả có gì thì em cho đi cái gì? Nào, bao nhiêu bạn ở đây đang thấy rằng mình chả có gì để mà cho đi? Đang chả có gì để cho đi? Có đấy. Chúng ta ai cũng có rất nhiều thứ để cho đi. Rất nhiều thứ để cho đi. Ví dụ, nếu bạn đang là người làm công ăn lương ở doanh nghiệp nào đó, thì cái sự cho đi của bạn là sự tận tụy với công việc. Sự tận tụy với công việc. Bạn hãy làm tốt nhất cái công việc mà bạn đang được giao. Bạn thể hiện cái trách nhiệm hết mình, cái tình thương yêu hết mình của mình với cái công việc đấy. Bạn cho đi sự giúp đỡ với đồng nghiệp của mình. Nếu như họ có bận cái gì đó, bạn sẵn sàng trực thay họ. Nếu như họ đang thiếu hụt về sản lượng, bạn sẵn sàng bù cái sản lượng của mình cho họ. Tất cả những cái gì bạn có thể giúp được bằng không bằng những cái vật chất của bạn thì bạn hãy cho đi điều đó. Bởi vì bạn đâu biết rằng những người bạn của bạn, cuộc đời sẽ thay đổi họ như thế nào, họ sẽ trở thành ai trong tương lai. Ngay kể cả nếu bạn là sinh viên trong trường thì chăng nữa, cái lớp của bạn có thể có 50 người, có 70 người, bạn sẽ cho đi cái điều gì vậy? Bạn cho đi cái sự chia ngọt sẻ bùi, dù chỉ là vài chục nghìn, để giúp bạn có thể có cái vé về quê, có thể là cái chăn, có thể là cuốn sách, có thể là bất kỳ cái điều gì đó, bạn thấy rằng rất hay. Và nếu như bạn có thể hiểu được là cho đi là nhận lại, thì bạn hãy học những cái kiến thức, cái kiến thức buộc là bí mật để phát triển bản thân, và từ đó bạn lại chia sẻ lại các bạn của bạn để họ định hình rõ mục đích cuộc đời là gì, mục tiêu cuộc đời là gì, ứng xử là như thế nào, làm cách nào để có thể tập trung vào công việc trong mỗi ngày. Thì đấy cũng là sự cho đi của bạn. Bạn có thể đọc ở các cuốn sách để hướng dẫn như vậy, và bạn chiêm nghiệm và thấy đúng ở điều đó, điều nào đó, thì bạn bắt đầu cho đi những người bạn của bạn những cái kiến thức như vậy. Rồi chúng ta đang nói câu chuyện là nếu bạn đang là làm thuê trong doanh nghiệp nào đó, hay bạn làm thuê trong hệ thống hành chính nào đó, thì cái cho đi của bạn là giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Cái cho đi của bạn là cái niềm đam mê với công việc, và bạn làm xuất sắc nhất. Thì bạn có biết sự nhận lại là gì không? Sự nhận lại là bất kỳ khi nào bạn cần thì những người đồng nghiệp của bạn sẵn sàng giúp bạn. Trong lúc ốm đau, hoạn nạn, trong những lúc buồn khổ,
ok, họ sẽ sẵn sàng gì, mỗi người một cánh tay để giúp bạn 1%. Rồi gì nữa, cái sự tận tụy của bạn với công việc, bạn tập trung yêu công việc của bạn, cho đi vào cái công việc đấy sự xuất sắc nhất, bạn tập trung đến mức yêu thương đến mức đam mê cái công việc đó, làm cho nó trở nên tốt nhất, hiệu quả nhất, thì cái ông chủ doanh nghiệp đó sẽ nhìn ra bạn là những nhân tố của doanh nghiệp của họ, và ông sẽ cho đi cái sự đào tạo của ông ấy, cho cái kinh nghiệm của ông ấy, có thể là ông ấy sẽ đưa cho bạn những thử thách, đấy là một sự cho đi mà có lẽ bạn không nhận ra, bởi vì ông chủ đấy chỉ muốn là giao cho bạn thêm những việc để bạn có vượt qua được hay không, và nếu bạn vượt qua được thì bạn sẽ được ông chủ cất nhắc. Và nếu bạn cứ tiếp tục một cái tinh thần cho đi như vậy thì ông chủ sẽ gì, sẽ muốn bạn ở bên cạnh ông chủ để bắt đầu giao cho bạn những cái công việc to lớn hơn, và như vậy bạn bắt đầu có sự nghiệp. Cứ không phải là bạn có tiền bạn mới bắt đầu tạo nghiệp, tạo nên cái sự nghiệp, xây dựng cái sự nghiệp của bạn, mà cái việc bạn gì chăm chú chuyên tâm vào công việc của bạn ở tại cái doanh nghiệp đó, xí nghiệp đó, cái nơi bạn làm việc đó, bạn đầu tư vào phát triển bản thân của bạn để tạo ra một cái năng lực xuất sắc hơn người khác, và bạn làm công việc đó với một cái tinh thần trách nhiệm hơn người khác, thì bạn bắt đầu được sự chú ý của những người cấp trên. Bởi vì hãy soi chính bạn, nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn có muốn tìm trong nhân viên của bạn những người xuất sắc để bạn có thể gì đào tạo họ, để có muốn họ trở thành leader, và nếu leader đấy xuất sắc, bạn xuất sắc nữa, thì bạn có phải muốn đào tạo họ để gửi lại, trao lại toàn bộ cái sự nghiệp đó cho họ để họ quản lý, rồi bạn sẽ sang một lĩnh vực khác không, để lại tiếp tục đầu tư, lại tiếp tục phát triển khác không? Nó là cái sự đồng lần, cho là nhận, cho là nhận, cho là nhận. Nhưng phần lớn thì chúng ta làm việc với một cái thái độ làm để lấy lương, làm cho xong việc thì thôi, làm cho hoàn thành kế hoạch chiến lược thì thôi, làm cho hoàn thành đủ doanh số thì thôi, mà rất ít là ta gửi cái tình thiêng liêng thực sự vào công việc. Vì sao lại như vậy? Cũng chỉ vì đơn giản là chúng ta đã vẫn còn thiếu hiểu biết để hiểu thế nào là đam mê, thiếu hiểu biết để hiểu thế nào là cho đi, thiếu hiểu biết để hiểu thế nào là hiện hữu, thế nào là hiện hữu, thế nào là gì sống hiện tại, thế nào là sống hiện tại. Cái cách hiểu thế nào là sống hiện tại sẽ giúp bạn trở thành một nhà vô địch, một người giá trị. Nhưng nó là một chương trình khác, sống với hiện tại. Phần lớn con người chúng ta không sống với hiện tại, không sống với hiện tại, luôn luôn ngồi đây, thế nhưng mà luôn luôn bị cái thời gian tâm lý, những câu chuyện thất bại trong quá khứ đè vào đầu mình. Nếu không như thế thì lại bắt đầu lấy câu chuyện gì tương lai không thành công hay tương lai khốn khó đè vào đầu mình, và cho nên bạn không thể nào làm tốt công việc hiện tại, thì đấy cũng là một cái thất bại trong thời điểm hiện tại. Mà hiện tại đã không làm tốt được thì làm sao bạn có thể làm tốt trong tương lai? Hiện tại mà bạn không trở thành một người xuất sắc, một người số một trong cái thứ bạn đang làm, thì làm sao bạn có thể thay đổi được tương lai của bạn? Cho nên cho đi cái gì? Nếu bây giờ bạn chưa có cái gì để cho đi thì bạn hãy cho đi bằng cái sự tận tụy của bạn tại chính công việc bạn đang làm, cho đi sự hỗ trợ của bạn với đồng nghiệp của bạn khi họ bận, khi họ không có thời gian, khi họ khó khăn cái điều gì đó. Cho đi cái lòng trung thành của bạn, cho đi cái kiến thức của bạn trong công việc tại chỗ bạn làm, cho vào đó để làm cho nó hiệu quả hơn, để phục sự mọi người. Dù bạn có làm công chức bàn giấy hành chính thì bạn cũng gì làm sao đó để cái thủ tục hành chính này nó đơn giản hơn để phục sự nhiều người, cũng đấy cũng là cho đi. Và bạn thử nghĩ xem, nếu bạn liên tục cải tiến công việc bạn làm để nó hiệu quả, xuất sắc hơn, bạn lại thể hiện trách nhiệm, lại hỗ trợ mọi người nữa, điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn, vị trí của bạn trong cái doanh nghiệp đó, trong đơn vị bạn làm đó? Cho nên bí mật số 3 của sự thịnh vượng là cho đi là nhận lại. Bạn muốn cái gì trong cuộc sống này, vào cuộc đời bạn, thì bạn hãy cho đi càng nhiều cái thứ đó. Sự thịnh vượng, hạnh phúc, thành công và sự giàu có bắt đầu đến với bạn. Rồi, chúng ta đã có 1 tiếng 15 phút
live stream và chia sẻ với nhau về bí mật sự thịnh vượng của số 3. Bây giờ thì 11 giờ 17 phút, tôi sẵn dành 5 phút để trao đổi với các bạn. Các bạn đang theo dõi live stream này, có vấn đề gì các bạn trao đổi với tôi không? Ngoài việc là một số bạn đang muốn em muốn học live stream, em muốn học NLP của anh, thì tôi sẽ kết nối với các bạn để tạo điều kiện cho các bạn có thể tiếp cận, để sở hữu và bắt đầu thay đổi được mọi thứ. Thế còn những vấn đề khác, tôi mời các bạn. Trong khi các bạn đang gõ chữ có thể trao đổi, thì tôi muốn gửi một thông điệp nữa với các bạn. Cái mà khiến nhiều người trong chúng ta không có được cuộc sống hạnh phúc như mong muốn, không có được một cái sự nghiệp thành công như mong muốn, mà một cuộc sống giàu có như mong muốn, chỉ đơn giản là chúng ta đang thiếu năng lực để tạo ra việc đó mà thôi. Thiếu năng lực, thiếu hiểu biết để tạo ra việc đó mà thôi. Nó đơn giản là như vậy thôi, không có gì khó khăn cả. Cái việc gì mà mỗi người chúng ta đang thấy rằng nó là khó khăn đối với tôi, thì đơn giản là bạn chưa có năng lực bên trong để giải quyết vấn đề đó. Rồi, cảm ơn bạn Phạm Quốc Tuấn. Tôi đã chia sẻ tiếp. Cảm ơn bạn Phạm Quốc Tuấn. Chúng ta đang chưa có năng lực để thấu hiểu, chưa có năng lực để giải quyết nó, cho nên nó mới trở thành vấn đề. Để tôi minh chứng một chuyện đơn giản thế này thôi. Nếu như bây giờ tôi muốn hỏi các bạn rằng, bạn hãy đọc cho tôi bản cửu chương 2 hay là cửu chương 5 hay là cửu chương 7, tôi tin rằng các bạn sẽ lầu lầu, các bạn sẽ nói bên bắt. Thì đấy là những thứ mà bạn đã cực kỳ rõ ràng có ở bên trong rồi, cho nên bạn đã dễ dàng thử nghiệm và trải nghiệm được ở bên ngoài, cho nó dễ dàng xảy ra một cách thành công ở bên ngoài, và ai cũng thừa nhận. Vậy thì bạn hãy nghĩ lại rằng, nếu bạn đang làm một ngành nghề cụ thể nào đó, mà cái ngành nghề đó yêu cầu bạn phải có những cái kiến thức, những cái kỹ năng này, thì bạn sẽ thành công một cách xuất sắc, xuất chúng ở trong ngành nghề đó. Vậy bạn đã có những toàn bộ những kiến thức đó ở bên trong chưa? Bạn Liên Quyên, làm sao để vận hành được năng lực ở bên trong thầy ơi? Bạn có ở bên trong thì bạn mới làm được bên ngoài. Giống như tôi vừa minh chứng với bạn ấy, bạn có tất cả học, bạn đã học thuộc lòng cái cửu chương 2, cửu chương 5, cửu chương 7, tất cả 10 bản cửu chương rồi. Cho nên bây giờ ai hỏi đến bản cửu chương nào thì bất kỳ bản cửu chương nào bạn cũng đọc được ra ngoài, đúng không nào? Bạn Liên Quyên, sở dĩ người ta hỏi bạn cái điều gì đó mà bạn không thể trả lời được là bởi vì bên trong bạn không có, thì bạn không thể nào làm được ở bên ngoài, không thể nào xảy ra được ở bên ngoài. Cho nên bạn muốn giải quyết được vấn đề gì ở bên ngoài kia, bạn phải đưa cái năng lực, đưa cái trí tuệ đấy vào bên trong bạn và của bạn. Khi có rồi thì nó sẽ dễ, bạn sẽ dễ dàng giải quyết, dễ dàng xử lý được ở bên ngoài. Ví dụ như nếu bạn làm nghề bán hàng, thì bên trong cái năng lực của người bán hàng nó yêu cầu bạn phải gì? Có những kỹ năng kỹ thuật để thấu hiểu khách hàng, có những kỹ năng kỹ thuật để đọc vị được khách hàng, họ đang suy nghĩ gì, họ đang thể hiện cái trạng thái của họ như vậy thì bên trong họ đang suy nghĩ gì, họ đang nói cái ngôn ngữ như vậy ra thì ẩn dưới cái ngôn ngữ đấy là họ muốn gì vậy. Bạn phải có cái kỹ năng kỹ thuật để đọc được cái điều đó. Rồi khi có kỹ năng kỹ thuật đọc được điều đó rồi thì bạn cũng phải có những cái ngôn ngữ, những khung mẫu ngôn ngữ, nó là khung mẫu ngôn ngữ nhé. Còn ngôn ngữ thì trong chúng ta ai cũng nói được, và bằng chứng là chúng ta đang nói với nhau đây. Thế nhưng có những cái ngôn ngữ nó gọi là ngôn ngữ kỹ thuật, thì ngôn ngữ đấy mới gọi là ngôn ngữ đàm phán, ngôn ngữ chốt sale, ngôn ngữ bán hàng, ngôn ngữ kết nối, ngôn ngữ gây ảnh hưởng. Nó phải có thứ ngôn ngữ riêng, chứ không phải thứ ngôn ngữ tự phát chúng ta học từ bố mẹ, ông bà, cha chú để chúng ta tự nói này. Cái ngôn ngữ mà chúng ta học được từ nhà mình, quê mình, vùng miền của mình để mà giao tiếp hàng ngày thế này, hiệu quả hay không thì nó đã cho chúng ta thấy rồi, trong cuộc sống hiện nay rồi. Bạn Chu Nhật Trường, đam mê thì có tốt xấu không ạ?
Em nghe nói đằng sau là luôn luôn có ý nghĩ tốt đẹp. Thì bây giờ bạn nghĩ thế này, thế này. Có hai loại đam mê. Một cái loại đam mê là bạn đam mê để mình hiểu biết. Và bạn đam mê cái thứ đó thì bạn bắt đầu đưa những cái năng lực, đưa những cái trí tuệ vào bạn. Và như vậy là bạn có năng lực để bạn giúp được nhiều người khác và bạn cảm thấy hạnh phúc. Đấy là đam mê đằng sau ý định tốt đẹp của bạn. Là gì? Bạn đam mê là giúp được nhiều người khác thì bạn đưa vào đây. Thế còn có một cái đam mê khác là bạn đam mê ngồi chơi game. Đam mê ngồi chơi game. Thế thì chơi game như vậy thì có giúp được ai không? Thì đằng sau ý nghĩ tốt đẹp của bạn chơi game để làm gì vậy? Thế thì đam mê đấy không có tốt, không có xấu. Chỉ có một loại đam mê là gì? Mang lại hiệu quả. Và một loại đam mê là không mang lại hiệu quả thôi, không có tốt, có xấu. Chỉ có mang lại hiệu quả và không mang lại hiệu quả. Thì bạn đam mê cái đam mê theo một cái lĩnh vực nào thì bạn sẽ có một cái kết quả của lĩnh vực đó. Đấy, ta sẽ chọn không có tốt có xấu. Đúng là không có tốt có xấu. Chỉ có mang lại cho bạn cuộc đời hiệu quả, một cuộc sống hiệu quả hay là không hiệu quả mà thôi. Rồi, bạn cho biết rằng là chơi để bán hàng, ok. Nên tôi mới nói rằng là cái đam mê của bạn không có tốt có xấu. Chỉ là điều là cái kết quả cuối cùng của bạn nó tạo ra cái gì, tạo cho xã hội cái gì, tạo cho thế giới này cái gì. Và thì chúng ta sẽ tùy chúng ta lựa chọn. Mỗi người có một đam mê riêng, không có tốt có xấu. À, bạn đồng thủy không ngôn ngữ chốt để bán hàng cho thành công. Cái ngôn ngữ này các bạn phải được thực hành thì các bạn mới thấy được quyền năng, quyền uy của nó. Còn nếu bây giờ tôi chỉ nói khơi khơi đây thì các bạn cũng không cảm nhận được, và như vậy thì nó lãng phí. Bạn có hiểu ý tôi không? Bạn có hiểu được thầy Blessinger, vua bán hàng thế giới, ông nói được là gì? Thì bối cảnh quan trọng hơn nội dung. Bối cảnh quan trọng hơn nội dung. Tức là gì? Trong học tập, trong rèn luyện, chúng ta phải đưa mình vào một cái bối cảnh nghiêm túc thì chúng ta mới tạo ra sự đột phá, chúng ta mới tạo ra sự chuyển hóa. Còn tất cả những cái thứ nó thuộc về cái thứ rất giá trị mà chúng ta cứ nói khơi khơi trên này này thì nó sẽ không tạo ra gì cả. Và chúng ta đều cho rằng à thế thì biết rồi. Tôi biết rồi, tưởng gì cơ tôi biết rồi. Bởi vì xin chia sẻ với bạn rằng là tất cả những thứ gì gọi là bí mật, bí truyền, tôi cam kết với các bạn rằng đều có hết trong các cuốn sách đang có công khai trên thị trường hiện nay. Tất cả những khung mẫu ngôn ngữ để chốt sale thượng hạng đỉnh cao nhất, nó đều đang có mặt trong các cuốn sách công khai trên thị trường hiện nay. Về cuốn sách bán hàng, về cuốn sách làm sao để xuất sắc, làm sao để bán hàng vô địch, làm sao để xây dựng đội nhóm vô địch. Nhưng mà vì sao bạn đọc cuốn sách đó mà bạn không thấy được cái giá trị gì trong đó? Bạn chỉ thấy hay hay thôi mà bạn không ứng dụng được. Là bởi vì những kiến thức như vậy nó phải được huấn luyện. Nó phải được huấn luyện. Bạn phải được mục sở thị, bạn phải được kiểm chứng tại chỗ, bạn phải được thực hành tại chỗ. Và tất cả ở tại cái môi trường huấn luyện đấy, nó biết là tạo ra sự đột phá. Chỉ khi nào bạn bắt đầu ghi nhận, thừa nhận điều đó và bạn thấy cảm ứng với nó thì nó mới trở thành của bạn, và bạn bắt đầu mới có năng lượng để sử dụng nó trong cuộc sống, trong bán hàng, trong chốt sale. Đấy, nó như vậy đấy. Bạn Hằng Lê hỏi, cho hỏi làm sao để sử dụng sức mạnh tiềm thức hiệu quả. Bạn phải có năng lực. Bởi vì sức mạnh tiềm thức của bạn là tư duy, là suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ xong thì bạn phải có cái năng lực để hành động. Đó là gì? Năng lực đấy là năng lực gì? Như là tôi vừa nói đấy. Năng lực thấu hiểu được người khác. Năng lực ngôn ngữ để giao tiếp với người khác. Năng lực để thiết kế cho mình một cái kế hoạch rõ ràng, rành mạch. Năng lực có thể kết hợp được nguồn lực, nhìn đấy là những cơ hội. Phải có năng lực, chứ không thể nào chúng ta cứ ngồi suy nghĩ rồi tiền nó rơi vào đầu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Suy nghĩ rất mạnh, mọi thứ rất mạnh, nhưng bạn phải hành động.
Và trong hành động thì bạn phải có những công cụ công thức nó đúng, thì cái sức mạnh tiềm thức đấy nó mới bắt đầu hội tụ sức mạnh để cho bạn ra một kết quả đúng như bạn suy nghĩ, bạn mong cầu. Cho nên bạn phải đi học những cái kiến thức, những cái kỹ năng đấy vào bản thân mình, thì khi bạn nghĩ đến điều đó, bạn khao khát điều đó, thì nó đã hội đủ năng lực cho bạn để bạn biến nó trở thành hiệu quả rồi. Bởi vì cần cái gì là bạn đã biết ở đâu rồi, thì sức mạnh tiềm thức của bạn sẽ cho bạn đến cái vùng đấy để lấy được cái đó. Còn ngay cả việc là bạn nghĩ được cái một cái bức tranh là một tòa nhà biệt thự lớn, một xe ô tô sang, mọi thứ đều huy hoàng, nhưng làm cách nào để bạn có thể lấy được cái đó, gây ảnh hưởng được cái đó, thu phục được cái đó, thì nó đòi phải có cái năng lực hiểu biết để mới có thể thu hút tổng hợp được các cái thứ đó vào mình. Chứ không thể nào bạn không có năng lực gì cứ ngồi đó nghĩ thì mọi thứ cứ xảy ra, không bao giờ có. Đó. Ok, có những 10 phút rồi. Rồi bây giờ thì xin được tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời, một ngày hiệu quả. Và bây giờ các bạn lưu ý, chúng ta đã đi đến phần số 3 của bí mật sự thịnh vượng rồi. Nó gọi là bí mật của sự thịnh vượng. Và nếu các bạn vận hành theo nó thì mọi chuyện các bạn sẽ xảy ra. Còn nếu các bạn đi ngược nó thì không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì đó là bí mật, đó là quy luật. Và con người chúng ta thì là bậc thầy trong việc chống lại quy luật, bậc thầy trong việc chống lại thành công của mình, bậc thầy trong việc chống lại hạnh phúc của mình. Vì sao tôi lại nói vậy? Bởi vì chúng ta luôn luôn chống lại sự học hành, chúng ta luôn luôn chống lại việc là đưa tri thức vào bản thân mình, chúng ta luôn luôn chống lại cái việc là phải cho đi để mình có thể nhận lại cái điều gì đó. Đấy, tôi nói rằng con người chúng ta phần lớn là bậc thầy của việc chống lại hạnh phúc và chống lại thành công của chính mình. Và khi chống lại thì đương nhiên rồi, mình sẽ có kết quả của cái người chống lại. Kết quả đó là mình tự hưởng. Trong một chủ đề khác thì tôi sẽ chia sẻ sâu về vấn đề này. Tại sao chúng ta lại chống lại vậy? Cũng lại bởi vì chúng ta gì? Thiếu hiểu biết nên chúng ta vô tình chống lại mà mình không biết. Thế thôi. Rồi, bây giờ xin được chào các bạn. Chúc các bạn buổi trưa ngon miệng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những live stream bí mật sự thịnh vượng 4. Yeah.